Rồi, cảm ơn. Là sáng nay là chúng ta thực hiện đi là đúng giờ, với lại những cái show là tất cả các đội đều là được khen hết, đó chưa? Với lại thứ ba nữa là chúng ta có khoản tiền người xì nữa, đó, cho nên là năm nay là chắc chắn là sẽ có nhiều cái thắng lợi nữa. Đội múa lăng đầu tiên đúng không? Đội múa lăng này lớn tuổi nhất rồi, anh Sang Tiến Lan đó. Rồi, happy. Chúc thầy chúc bình thường chứ không đừng có suy nghĩ từ trong nghĩ ra. Chúc nhìn lại. Được như hạnh toàn á. Mau có dạy. Rồi, cảm ơn. Anh Tăng đội lắm đó. Chúc thầy năm mới vui vẻ, luôn mang phúc thề và sức khỏe, mau có vợ. Không nói anh chào anh Thành. Trung nhưng mà lát mà tên khác à. Chúc thầy năm mới vui vẻ. Và có nhà anh Thất luôn. Đây, anh Thất là. Rồi, số 1 ra luôn. Rồi, anh Thất. Đó là đúng. Rồi, đi tôm. Đâu bị tôm. Nhưng mà sáng nay là anh ba tô mì à. Anh làm ba tô mì à. Rồi, hàng mỗi lần là còn anh Đường nữa đúng không? Học phi mới ăn. Còn nào nữa mình đi rồi. Còn một anh nhỏ ra rồi. Đứng lên như là ngồi kỹ bản lên này. Làm gì vậy? Anh bên biên trước. Năm mới chúc thầy mạnh khỏe và hạnh phúc. Rồi, lấy ra. Anh Tấn Anh. Thầy có sức khỏe, đừng đi tắm ăn mất đồ, mong có giả. Giả thì cái đứa cái này nhỏ, cái này chốt, đứa mua qua dùng một chốt, bấm ngân lại chốt. Nè, càng lớn càng dễ thương, thấy dễ thương không? Chào. Đây 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 là những gương mặt nhận bì lì xì đâu. Bộ đồ nghề đâu em? Đây 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 anh Kỳ Văn Cu xuống đây là cỡ già luôn rồi. Là ông Kỳ Phú. Đâu đấu với đầu hình. Ừ, rồi, được rồi. Dạ, xây, mới chúng ta mua mạng mà bây giờ xong. Cảm ơn. Má anh trật tự nè, anh mua mà là nhận lại đang là anh Tài. Lúa đầu hồ lúc 3 ngày. Đầu anh Trọng. Đầu anh Trọng. Đúng rồi. Cảm ơn thầy. Nhóm từ bé này. Cho tiền lại thầy. Anh Dương. Dương hấp bơi. Này Dương xuống này chiều đổ xăng này. Chiều khác miệt rồi. Chúc thầy năm mới vui vậy. Có tiền đổi xăng cả năm rồi. Đó tiền đổi xăng cả năm rồi đó. Anh Đen. Anh Đen đây là có mùa sáng đây là thầy. Đầu tiên phát hiện ra hồi đó giờ thầy có nghĩ là anh đang nói mít. Thầy đang ngồi ăn cái thầy giật cái mình. Thầy chưa được chiêu nữa. Thầy sẽ qua tới sẽ trưởng thành hơn. Thầy hai nói dùng một cái câu là gì nhớ không?
Thằng Thành, thằng Thành 22, thằng Thành 2 chồng quen mấy đứa là nhớ là dùng từ câu gì? Phải bạn chưa trưởng thành à, đây là một danh nghiệp ra nhưng mà bạn chưa trưởng thành sao hy vọng nàng á trừ thầy chỉ trúng một cái câu đang là càng ngày qua năm mới là sẽ trưởng thành hơn tới chững chạc hơn tới chỉ có điều đó thôi là được rồi còn con chúc thầy đi trưởng lành là đầu tiên nghĩa đó. Nghĩa chưa thôi à nghĩa giùm đậu nè 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 chúc chúc thầy năm mới vui vẻ tiền vô như nước gì được kính đầu tiền rồi anh gà một trong những thành viên đúng tiền ra có tiền nào không có quay qua anh tự hết quay anh tự tôi bỏ vậy nè rồi ê từ là anh tốt được ai cho bị còn làm để nó xung quanh xung nam sĩ khéo ra rồi 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 tiếp tiếp à, để cầm những còn làm này vẫn còn làm đây là nẹn lắm vẫn còn làm anh đây là chứng tỏ là có học ra anh còn bố anh kia là chưa học bài tốt tốt qua cao được đó đó phú nhỏ thì mà cùng mình mây một mình viên lâu năm nè rồi đây mình nhìn thai mình nhìn mà chính là thành viên mới anh đang chụp không được nhìn nhìn qua đây này bố này mày là như là con quay thôi đó mà anh cái này tôi cảnh luôn cảnh luôn phải gì rồi lại chú thấy tao nhận rồi nhận bên này rồi còn thành viên bên nào nữa mình biết nhận chưa đang cảnh chưa mình biết nhận anh vô đừng vô anh vô dương nhận chưa ai dương nhận đâu ấy không thầy không bị lên đấy sao thầy rồi đẹp nè đây đây là phó do anh năm nay làm em phát đời lắm nghe đừng đa lắm thầy nói rồi cho anh đọc cái mùa luôn như bà lận thay vì anh hello cho anh nhận một nửa của mùa vậy thầy lịch sử luôn nhé vậy là anh này là một trong những thành viên lâu năm nhất của đội đó đúng rồi hiện là lớn nhất đăng tận nghe cho nên những cái việc ảnh làm á là làm gương cho nhiều em đó cho nên là cố gắng mới nãy thầy nhắc anh Đen là anh Đen cũng là nằm trong đó những người lâu năm mà mới nãy là anh gửi đầu xe là thầy nhưng ảnh làm những cái việc mà sau lưng hết đó không trước mặt là rất hiền mà rất chững chạc mà tự nhiên sau lưng là tài phát hiện đó cho nên những anh lâu năm là mà thầy mới vừa nói là phải làm gương lắm đó anh không tự tay chúc thầy ngay chào tay đó được rồi thấy là đủ rồi đúng không rồi vô.